Hello xin chào các bạn, mình đang đây trong mừng bạn quay trở mình tiếp tục từ game Apple Fighter. Hôm nay chúng ta update mới update 130 và đồng thời như thường lệ chúng ta vẫn có kỳ bôi hàng tuần ngoài 1000 xa đe như thường lệ mình sẽ tặng cho 10 bạn may mắn thì lần này có thêm nhà tài trợ đó bạn Khang Khoai to. Bạn sẽ dành cho một cây SNES CD 3+, MAP 50, đảm 240 bảy đô, dành cho một bạn may mắn đặc biệt trong đợt giveaway của tuần này. Và thay mặt anh, em cảm bạn khang rất chi nhiều. Và để tham gia giveaway các bạn chỉ việc giúp mình một like và để lại bình luận ngay dưới video này. Mình sẽ ra bình luận để tìm ra 11 bạn may mắn trong đợt này. Và nhớ ấn chuông đăng ký để theo dõi kết quả giveaway nhé. Ok, bây giờ chúng ta đến update 130 thôi nào. Vậy chúng ta map mới rồi, map 57 này mà mới vũ khí mới spell mới thêm cái sự kiện uh, gói penapat kỷ niệm hai năm năm này và đồng thời có thêm sự kiện công viên nước mới này và đặc biệt thì trong từ ngày 21 đến ngày 27 trong đi cốt thì có thêm sự kiện gì đó mình chưa rõ lắm nhưng các bạn có thể vào đi cốt của game để tham khảo thêm nhá ok bây giờ chúng ta đi, đi chi tiết bản update uh, 30 thôi nào chúng ta sẽ qua map 57 ok rồi ôi nhìn cảm giác rất mát mẻ các bạn nó như một cái bể bơi trong suốt này quái cũng khá là đẹp ngày mùa hè mà chúng ta được đi tắm bể bơi này thì còn gì vào ok mình sẽ mở đây đánh no đánh mega no à. Oh, nhìn quái đẹp con con con, con chú tể này nhìn đẹp thật con no này ok qua đây mình sẽ mở nốt này đá linh hồn bây giờ các bạn biết ở đây rất là nhiều tha hồ pha tuần trước chúng ta có nhân năm đá linh hồn nhân năm đa mình nghĩ các bạn pha được rất gì nhiều rồi bây okay, giờ nên danh dễ rồi giờ cứ làm cái mình cứ nâng danh trước đã các bạn ạ à. Má mới chúng ta sẽ được nâng danh một lần này Máu thì tăng khoảng 3 lần đam thì cộng thêm khoảng 80% Ok mình sẽ nâng cấp luôn nhá Quy nó không tốn mấy đâu Quy mình khá nhiều Hiện tại với tuần trước mình treo được khá nhiều quy Cái lượng quy này sẽ vài vài nữa mình sẽ run Sẽ trang linh cho pet Cho nó mắc hết ethanol đây Ok tiếp theo là sở hai cho hai cây miễn phí này đình miễn phí chứ mỗi mà mới chúng ta được một lần nhưng mà đam không được mấy như thường lại cứ lên một mười thì đam sẽ như cây thunder của mình đam sẽ gấp 3 và pet cũng vậy pet cứ tăng độ 10 never sau một bát hiện tại thì mình vẫn còn hai con nữa một con pet đánh boss server với một pet đã quy thì chưa nên được Ừ no. ok tiếp tục nâng 10 never thôi các bạn thấy đam gấp 3 chưa cứ cộng thêm 10 level là đam khoảng cấp 3 rồi. Uh, pet đam rất khủng các bạn Các bạn cố gắng sử dụng đến 1 2 pet nhá. À 2 pet đến 3 pet nhá. Ok để tăng đam cho pet thì chúng ta cùng qua map 39 thôi. Hiện tại ngày hôm nay thì uh, cái champion này uh, chúng ta đã reset lại. Các bạn có thể vào nhận phần thưởng và có thể đánh những lượt mới. Ok, với gần 30 quân uh, chương để cho một cái spot uh, cho pet này. Cũng khá là tốn các bạn Mình chỉ mua ba cái thôi. Vì lúc nào chúng ta chỉ trang bị ba con pet thôi mà cho ba con cần thiết nhất mà mình hay treo thì mình sẽ dùng cho ba con đó. Đang tăng khá là nhiều ạ. với những con pet 14 này thì mình chưa mắc được danh. Ok và chúng ta đến với sự kiện event của tuần này. Những cái này thì các bạn có thể trao đổi nhau rồi với ba item này, các bạn sẽ farm vào nay giờ chơi để nhận ra. Các bạn có thể đổi lấy Cenetio. Nhưng mà 4k cho một cái để hơi đắt các bạn ạ. À. Hono giờ ít người đổi rồi, Hono giờ thậm chí là rất ít người dùng nữa. Một khá là ngon Ở đây thì có thông báo gì trong Discord event này Nó sẽ có phần quà này Các bạn có thể vào Discord để tham dự nhé Chắc là nó diễn ra từ ngày 21 Ngày 21 bắt đầu có thông báo này link Discord thì các bạn có thể lấy trực tiếp đây Hoặc các bạn có thể vào trang chủ của game là có nhé Ok chúng ta còn xem gói Penapad kỷ niệm 2 năm có gì đặc biệt nào Giá thì vẫn có hai gói thôi Một gói là 499 ra đây Một gói là 1399 ra đây Mình sẽ cân nhắc nên xem nên mua gói nào Cả năng nếu mình lên được level càng cao càng tốt thì mình sẽ mua gói 1399 nha đây. Và đây là phần thưởng bài búp này. Các bạn bắt buộc phải mua gói 1399 nha. 499 nha đây chúng ta mới có. Và đợt này thì khi các bạn lên level 50 chúng ta sẽ được một cái hào quang. Sau khi sở hữu cái này các bạn sẽ thêm một slot vũ khí nữa. Ừ, khá là ngon đấy các bạn ạ. À. Thế thì tối đa các bạn có thể nếu các bạn qua đánh tháp qua tầng 900 thì các bạn có thể nên đến uh, sở hữu 15 vũ khí cơ. Ngon đấy. Okay, với cái gói 1399 ra đây, đây chúng ta có rất nhiều thứ kèm theo. Cộng 15 level này, cộng thêm một slot uh, vũ khí này. Open cộng 2 này, EXP cộng 100% cơ. Và cộng thêm hai naky các bạn mở uh, đá này. Ồ, khá ổn chắc là mình sẽ mua gói này đi. Như vậy thì mình uh, đã sẽ được cộng thêm 15 level trong gói Perabad này. Hiện tại level 24 rồi. Ta sẽ được nhận một quả holo uh, holo uh, EXP này. Đang chờ xem quả này của mình sẽ được bao nhiêu EXP nhá. Hiện tại một quả Hono Eternal của map 57. Wow. Nice. Với 922 AE trong một quả Hono này, nếu mà mình phu xe vào một cây Cini 2 cộng thì sẽ được khoảng gần 800 AE. Với giá ngày hôm nay thì bán buổi sáng thì nó sẽ khoảng 0.5 ra trong một AE thì một quả như vậy sẽ được khoảng gần 400 ra đe nhá. Nếu mình đến level 40 trong cái Penabat này mình sẽ bán được 3 quả. Như vậy mình sẽ thu được khoảng 1.200 rồi. Cũng khá là ổn với các bạn nào mua cái gói này thì chấp nhận chúng ta sẽ phải bán và cố gắng hoàn thành tất cả nhiệm vụ trong này càng sớm càng tốt nên được level 40 thì các bạn sẽ nhận được ba quả holo và mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này và xem qua thì trong cái gói à, trong cái bản update này thì có những cái spell mới thì nó không có gì nổi bật các bạn ạ ra mình đánh sát thương vũ khí nên là mình chỉ để ý xem cái nào mà tăng sát thương vũ khí hay không thôi ok sau một khoảng thời gian hiện tại mình đã hoàn thành bốn nhiệm vụ trong gói pelopat này rồi và nên được level 42 nhận được ba quả holo elemental và mỗi quả khoảng gần 800 AIP thì mình đã bán được khoảng gần 1.200 JDA các bạn ạ. Khá là ổn. Thì cái gói này mình mua 1.399 đi như vậy mình đang lỗ khoảng 200 JDA thôi. Với các bạn nào mà xác định mua gói này thì chúng ta sẽ hoàn thành tất cả nhiệm vụ. Hoàn thành, cố gắng hoàn thành 4 đi nhiệm vụ trong này các bạn ạ. Mình thì mới hoàn thành 4 nhiệm vụ thôi nhưng đã nên được level vào 42 rồi. Gần như nhận được hết AIP và bán. Thì cũng khá là ổn. Ok đây là cách chúng ta sẽ nhanh hòa vốn nhất. À, nên never càng sớm càng tốt để chúng ta bán được EXP uh, thì chúng ta sẽ nhanh hòa vốn hơn các bạn ạ. À. Chúng để EXP mà đến chiều nay, đến tối nay nó sẽ là Đến khi các bạn xem video này thì EXP chắc nó sẽ xuống rồi. Thì lúc đó các bạn sẽ nhận được khá nhiều Hulu ở trong map 36 mà. Hulu EXP mà. Ok và video mình hôm nay đến đây kết thúc rồi. Cảm tất các bạn đã xem video mình nhá. Các bạn hãy giúp mình like, subscribe đặc biệt là nhớ tham gia giveaway của tuần này. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.